Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nước cờ tàn, tổng tắc, tô lên, triều đình rối loạn. Cuộc chiến cung đình tuy chưa ngã ngũ nhưng kẻ chiến thắng cũng gần như đã được xác định. Ông Tô Lâm đã có chức chủ tịch nước để hưởng suất đặc biệt cho nhiệm kỳ sau và trong tay ông vẫn đang nắm chắc Bộ Công an. Thông tin nội bộ cho biết Lương Tam Quang chỉ là con rối của chủ tịch nước Tô Lâm. Gần như Tô Lâm vẫn đang trực tiếp điều hành Bộ Công an, chỉ là về hình thức thì Lương Tam Quang điều hành. Tham vọng của Tô Lâm rất lớn. Ban đầu, ông ta muốn nắm chức chủ tịch nước kiêm bộ trưởng Bộ Công an để linh hoạt hơn trong vấn đề điều binh. Tuy nhiên, tham vọng này đã bị Phạm Minh Chính ngăn lại, buộc Tô Lâm phải chọn giải pháp thay thế, chọn Lương Tam Quang, bởi vì ông Quang là người dễ bảo đối với Tô Lâm. Sức mạnh của Tô Lâm dựa trên nền tảng Bộ Công an. Cả Bộ Chính trị đã không tách được Bộ Công an ra khỏi bàn tay Tô Lâm thì xem như Bộ Chính trị đã đầu hàng Tô Lâm rồi. Cho tới thời điểm này, Tô Lâm chỉ mới một lần duy nhất ép được Bộ Chính trị, đó là lần tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho Lương Tam Quang. Hình ảnh ngôi sao sắp tắt. Giờ đang ở thế thượng phong, Tô Lâm tìm cách củng cố sức mạnh cho phe Hưng Yên để phe này kiểm soát tốt Bộ Công an và thông qua đó là kiểm soát cả Bộ Chính trị. Đó là kế hoạch sắp tới của Tô Lâm. Chỉ khi kiểm soát hoàn toàn Bộ Chính trị thì Tô Lâm mới yên tâm ngồi cái ghế quyền lực mà tác oai tác quái. Không chỉ dư luận trong nước, ngay cả dư luận nước ngoài cũng đánh giá Tô Lâm sẽ là người nối tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết các dự đoán đều cho rằng thời kỳ Tô Lâm cầm quyền sẽ là thời kỳ ngột ngạt đối với người dân Việt Nam và cho cả Đảng Cộng sản. Bởi Tô Lâm sẽ áp dụng chế độ công an trị một cách triệt để hơn, hà khắc hơn. Không chỉ công an trị đối với 100 triệu dân mà còn công an trị đối với 5 triệu đảng viên. Ông Trọng là người làm chủ cuộc chơi trên bàn cờ chính trị Việt Nam trong suốt 8 năm qua. Giờ đây, bàn cờ trước mặt ông Tổng sắp tàn. Tô Lâm không cần ra tay nữa, ông chỉ cần đợi ông Trọng tắt thở, thì phần thắng ắt về ta mà thôi. Một số nhà quan sát dự đoán ông Trọng khó qua khỏi năm 2024 này. Sau khi Tổng Trọng ra đi, sẽ là một chiến trường khốc liệt. Lần này Tô Lâm không cần căng sức ra chiến đấu với những đối thủ ngang tài ngang sức, mà ông cần dọn vệ sinh những di sản do ông Nguyễn Phú Trọng để lại, đặc biệt là ban bí thư. Ban này đang chiếm đến phân nửa Bộ Chính trị, nếu không tảo thanh thế lực cũ thì xem như Tô Lâm nuôi mầm loạn. Hình ảnh ngôi sao đang lên. Chính trường của đảng càng về sau càng ác liệt hơn. Chưa có nhiệm kỳ nào mà có đến 7 ủy viên Bộ Chính trị bị đốn ngã như nhiệm kỳ này. Và đây chưa phải là con số cuối cùng. Ban bí thư sẽ có 8 trên 15 ủy viên Bộ Chính trị nếu ông Trọng nhắm mắt. Tô Lâm phải mạnh tay mới có thể dọn đi phần lớn trong số đó, một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào. Triều đình Cộng sản càng rối loạn thì xã hội càng khốn đốn, nhân dân càng khốn khổ và tất nhiên ngoại bang, kẻ đang dòm ngó đất nước hình chữ S là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Nội bộ đảng càng đánh nhau, các nhóm càng phải chạy sang thiên triều cầu viện và tất nhiên để cầu được sự che chở thì phải có quà cáp. Đảng Cộng sản Việt Nam đang như con thú dữ đối với 100 triệu dân, nhưng lại là con cừu non đối với thế lực ngoại bang. Chính vì thế, khi đảng càng bất ổn, càng tỏ ra hung dữ trước dân chúng, thì lại càng tỏ ra nhu nhược trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Lịch sử Việt Nam đã và đang bước vào một giai đoạn đen tối, giai đoạn bất ổn chính trị và khủng hoảng xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nước cờ tàn, tổng tắc, tô lên, triều đình rối loạn. Quan điểm trong luận văn tiến sĩ của Thích Chân Quang là đặc biệt nguy hiểm. Ngày 28 tháng 6, blog Trần Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và những sản phẩm như Thích Chân Quang. Tác giả đề cập đến những việc Thượng tọa Thích Chân Quang đã trở thành tâm bão dư luận với hành trình trở thành tiến sĩ luật của ông, thế danh Vương Tấn Việt. Tác giả phân tích, ông Việt sinh năm 1959 đến năm 30 tuổi 1989 mới hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa cấp 3. 12 năm sau, 2001, lúc 42 tuổi, ông tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó, 16 năm, 2019, ông tốt nghiệp cử nhân ngành luật, hệ vừa học vừa làm. Thế nhưng, chỉ 10 tháng sau khi cầm văn bằng cử nhân luật, ông Việt được nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tháng 12 năm 2021. Và chỉ trong vòng 24 tháng, ông Việt hoàn tất bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Tác giả mỉa mai, bởi con đường trở thành tiến sĩ luật chuyên ngành hiến pháp hành chính của ông Việt vừa ngắn ngủi vừa lạ thường,
Nên ngày 25 tháng 6, Bộ Giáo dục Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu Đại học Luật Hà Nội báo cáo. Tuy nhiên, chuyện không chỉ có thế, bài bình luận trên blog Trân Văn VOA. Tác giả nhận xét, tuy là tu sĩ, nhưng dường như ông Việt đặc biệt ham thích chuyện tự tu vẽ cho chính ông. Đó cũng là lý do công chúng có thể vào YouTube xem ông Việt trình bày luận án tiến sĩ của ông về nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Luận án đã bị nhiều người, nhiều giới ở cả trong và ngoài nước chỉ trích. Tác giả dẫn phản biện của ông Nguyễn Quốc Tấn Trung, nghiên cứu sinh, tiến sĩ chuyên ngành công pháp tại Đại học Victoria ở Canada. Ông Trung nêu ra nhiều điểm không chỉ đáng chú ý mà còn đáng lo đối với quan điểm của ông Việt, người cho rằng thế giới đang chệch hướng vì hiểu sai về nhân quyền. Trong khi ông Việt nhấn mạnh quyền phải đi kèm với nghĩa vụ, thậm chí phải thực hiện chu toàn các nghĩa vụ trước khi thụ hưởng các quyền, thì ông Trung giải thích và chứng minh loại quan niệm này ngược chiều với văn minh nhân loại. Ông Trung lưu ý, sở dĩ cộng đồng quốc tế xác định nhân quyền phải là các quyền căn bản, vô điều kiện, không thể tách rời cá nhân và phổ quát, vì nhân loại đã từng trả giá rất đắt khi để một số nhà nước đính kèm nghĩa vụ vào các quyền này. Chẳng hạn, nhờ việc công nhận quyền dân tộc tự quyết mà các dân tộc đang bị đô hộ, có quyền tranh đấu đòi lại sự độc lập. Tương tự là quyền bình đẳng giới tính, phụ nữ hoặc những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba chẳng cần hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào để được bình đẳng với nam giới. Hình ảnh Thượng tọa Thích Chân Quang. Ông Trung nói thêm, ngay cả khi một cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực chung, thì không bị tra tấn, không bị đối xử phi nhân tính, vẫn là quyền đương nhiên không thể tách rời khỏi cá nhân đó và cơ quan công quyền phải tôn trọng quyền này. Đó chính là một loại hàng rào ngăn chặn lạm quyền gây ra oan sai. Ông Trung cho rằng nỗ lực xem nghĩa vụ là điều kiện, khoác điều kiện lên những quyền đã được hệ thống luật pháp quốc tế và nhân quyền ghi nhận là đặc biệt nguy hiểm và đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến diễn ngôn chính trị. Tác giả kết luận, khi hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Đại học Luật Hà Nội với 7 giáo sư tiến sĩ hoặc phó giáo sư tiến sĩ cùng nhất trí với quan niệm của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, thậm chí còn cho rằng quan niệm của ông Việt là cơ sở để rút ra nhận định có giá trị để đưa ra các đề xuất hoàn thiện luật pháp và nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam và mở một hướng nghiên cứu mới, hướng tiếp cận liên ngành để nghiên cứu về nghĩa vụ con người một cách toàn diện. Thì điều đó có khác gì hội đồng này vừa tuyên chiến với giới luật gia thuộc phần còn lại của thế giới, vừa gián tiếp thay nhà nước Việt Nam khai chiến trong cuộc chiến nhận thức lại về nhân quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Quan điểm trong luận văn tiến sĩ của Thích Chân Quang là đặc biệt nguy hiểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d